Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Kính thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc hôm 22 tháng 12 đã triển khai chiến đấu cơ để xua đuổi 19 máy bay quân sự Trung Quốc và Nga xâm nhập vùng nhận diện phòng không. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, thì 4 máy bay của Trung Quốc được cho là đã đi vào vùng nhận diện phòng không của nước này, theo sau đó là 15 máy bay Nga. Quân đội Hàn Quốc đã phải điều động các máy bay tiêm kích chiến đấu để tiến hành các biện pháp tác chiến. Quân đội Hàn Quốc cho biết, trước đó, phía quân đội Trung Quốc đã thông báo cho Hàn Quốc rằng các máy bay của họ đang thực hiện một cuộc huấn luyện thông lệ trước khi máy bay Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không. Tuy nhiên, theo quân đội Hàn Quốc, vụ việc này dường như là một cuộc tập trận quân sự chung giữa Trung Quốc và Nga. Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã liên lạc với Trung Quốc và Nga yêu cầu họ không nên tái diễn hành động xâm phạm vùng nhận diện phòng không. Trước đó, vào hồi tháng 7 năm ngoái, máy bay Hàn Quốc đã phải bắn cảnh báo hàng trăm phát hướng về phi cơ quân sự Nga sau khi nó đi vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, các máy bay Nga đang tham gia trong một chuyến tuần tra chung với máy bay Trung Quốc. Thưa quý vị, trong những vụ ngăn chặn xâm nhập gần đây, Hàn Quốc và Nhật Bản luôn nói phía Nga và Trung Quốc là bên vi phạm không phận trước tiên. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc luôn phủ nhận cáo buộc trên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất kỳ phản hồi hay góp ý nào, vui lòng để lại lời nhắn trong phần bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.